Nay, bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh ở các tỉnh thành phía Nam. Do đó, tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống sốt xuất huyết, kết hợp với đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của nhân dân, chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Là một trong những hộ sinh sống tại khu vực có môi trường sống xung quanh nhiều cây cối, nên gia đình chị Nguyễn Thúy Vân, tổ 3, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang đã được cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Gia đình chị đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, phát quang bụi rậm, tạo không gian quang đãng, không cho muỗi có chỗ sinh sôi. Ở trong cái khu này cũng rất là nhiều cây cối, thì tôi cũng nhận thức được rằng là cái bệnh sốt xuất huyết thì rất là nguy hiểm. Cho nên là hàng ngày là tôi cũng cố gắng là phát cho nó gọn gàng sạch sẽ, quét dọn và tôi cũng không để trữ những cái nước thải. Hàng năm là tôi thuê người để phun hóa chất để phòng chống không có muỗi. Hiện nay ngành y tế Hà Giang đã tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh truyền thông dưới nhiều hình thức, phát huy vai trò của chính quyền, ban ngành đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống sốt xuất huyết. Đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra khoanh vùng khi xuất hiện ca bệnh, kịp thời có phương án xử lý không để lây lan thành dịch. Biện pháp tốt nhất để phòng chống bệnh sốt xuất huyết là chúng ta diệt muỗi, diệt lăng quăng, diệt bọ gậy và tránh tình trạng để cho muỗi đốt. Chúng ta phải quét dọn tổng vệ sinh, đặc biệt trong nhà và treo quần áo, tại vì muỗi nó hoạt động ban ngày và đỉnh điểm cao nhất thì là sầm sầm tối nó đốt hút máu. Thế thì khi bị mắc sốt huyết thì chúng ta là phải đến trạm y tế để chúng ta điều trị. Do làm tốt công tác phòng bệnh nên Hà Giang trong nhiều năm qua không có trường hợp nào bị mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, trước tình hình các loại dịch bệnh ở người đang diễn biến phức tạp như hiện nay, người dân không nên chủ quan lơ là, mà cần tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh mà ngành y tế đã khuyến cáo.